Đồ ăn này làm đề tháng cho ca thị thiên hạ phụng. Đúng tên là họ Phùng, thiên hạ là tiếng Việt, ca thị là tiếng Mỹ. Phùng thiên hạ ca thị. Cánh gà chiên nước mắm ớt. Bánh phồng tôm nhìn thấy đã không? Còn chè xóa nước đồ này kia nữa. Có ai đói bụng muốn ăn không? Mình mời nha. Đồ ăn sẵn sàng rồi. Nay còn gì à? Phở à? Súp hả? Rau cau hả? Lấy ra. Cái này.